Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình có review cho anh em cái mẫu cây rửa cong của Nhật Bản. Đây là một cái mẫu rửa cong chuyên dụng để anh em ta phát nhánh cây ở trong vườn. Một cái mẫu dòng thép rèn thủ công. Tổng thể thì cái cây này là nó dài 42 phân. Cái lưỡi cong của nó là nó 18 nha anh em. Bản rộng của nó là 45 và nó dày 5 ly. Chất liệu thép rèn thủ công có kẹp lớp carbon ở trong anh em. Cái này anh em về thử là test rồi nó sẽ ra thôi à. Thì cái kỹ thuật rèn thép thủ công này là ở chính giữa họ chẻ cái miếng thép ra rồi họ nhét một lớp thép bén vô. Cho nên là nó để nó mục đích nó làm gì, nó vừa bén cái lưỡi dễ mài và nó sắc lâu cùng lắm. Thì cây này nó nặng là 500 gram. Thích hợp cho những anh em mà thích chặt nhẹ rồi chị em phụ nữ là sử dụng cũng được, không có bị mỏi tay quá trình sử dụng, hoặc là chảy chuyên dụng nó chảy nhánh cây trong vườn. Thì cái dòng này nó lưỡi nó cong nên anh em dễ móc như thế này, này. Đó. Đó anh em móc chảy rồi nó rất là dễ trong quá trình anh em sử dụng, đặc biệt là nó bén lắm. Đó. Giờ mình test thử chặt cho anh em thấy nha, tại mình quay một tay cho nên là nó cũng không có được chuẩn lắm nha anh em. Đó, chặt một cái nhẹ lên nó vào cây ngay, bén lắm, nhẹ. Trọng lượng cây rửa này nó nhẹ nên nó chặt rất là nhẹ tay. Anh em chặt lâu dài chặt cả ngày cũng không mỏi tay. Thì cái người Nhật họ thiết kế là không phải là để độ nặng như Việt Nam mình đâu, họ làm là mục đích là nhẹ để sử dụng lâu dài và cái độ sắc bén là chính. Cho nên anh em thấy những cái mẫu dao chặt hay là những cái cây rửa của họ đồ họ làm không có cái nặng, nhưng mà quan trọng là cái độ sắc bén thôi. Còn Việt Nam mình thì ưa chuộng nặng đó, thì mỗi nước họ làm một kiểu khác nhau thôi đó. Đó, mình chặt thử cho anh em thấy nè, bén cực kỳ luôn á. Cây này chị em phụ nữ xài cũng rất là ok nha anh em, có nó bén lắm. Thì mình cũng báo giá với anh em luôn là cây rửa cong của Nhật này mình bán giá là 600 ngàn, chi phí vận chuyển một cây. Anh em nào có nhu cầu mua về để chảy nhánh cây trong vườn thì liên hệ mình ha. Hàng bao sắc bén, bao ngon cho anh em sử dụng. Đó. Cái thép này là anh em xài là có khi là 1-2 tháng anh em mới mài sơ lại thôi, chứ không cần phải mài liên tục đâu. Cái thép này nó giữ bén rất là tốt, liếc sơ là nó bén rồi. Hàng phải nói là thuận lợi và rất là dễ sử dụng thôi. Người lớn hay là chị em phụ nữ gì sử dụng cũng được hết, người già thì cầm cũng thoải mái. Thì cái độ bén nó cao lắm, mình chảy nhẹ cho anh em thấy nè, bén lắm, chảy nhẹ là nó đứt liền nè. Mấy cái nhành cây trong vườn anh em cũng cỡ này thôi, nó chảy nhẹ cái là đứt rồi. Anh em nào quan tâm gì cái rìu cái rửa cong này thì liên hệ ha. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.